Ở thời điểm tại, khi mà bạn có 3 triệu, bạn muốn mua một con máy mới hàng chính hãng và phải có thương hiệu tốt, thì tầm này Samsung là hãng mà anh em có thể hướng tới. Như mình đang có trên tay đây là chiếc thoại Samsung Galaxy M14 5G, một con máy trong mức giá tầm khoảng là 3 củ, hơn 3 củ mà thôi anh em có thể mua được rồi. Nói chung về thông số thì mình thấy em này khá ổn. Thì ok, để xem với mức giá này thì chiếc thoại Samsung Galaxy M14 5G nó có ưu điểm hay là nhược điểm gì không anh em nhé. Đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết. Đầu tiên về cái phần form thiết kế đi, thì anh em sẽ thấy luôn ở đây. Dòng đây thì với cái ngôn ngữ thiết kế này thì Samsung nó đã mang lên rất là nhiều dòng điện thoại của mình rồi. Vẫn có kiểu cụm camera với 3 cảm biến được đặt riêng như thế này, nhìn nó khá là đơn giản, nó cũng rất là gọn gàng, không bị nhô lên quá là cao. Bên này là đèn led thôi đấy, không cần phải đặt trong một cái phần khung hầm hố như một số hãng điện thoại khác. Phần mặt lưng ở đây thì anh em sẽ có một chất liệu là bằng nhựa thôi, tất nhiên rồi, nói chung là nó khá là trơn. Tuy nhiên thì nó không bị bám mồ hôi và dấu vân tay nhiều. Ở dưới đây thì anh em sẽ có một dòng chữ Samsung và rồi là có thông tin của email máy luôn. Và đối với mặt lưng nhựa như thế này, một số con máy thì nó sẽ gặp một vấn đề là mặt lưng nhựa nó bóp vào kiểu rất là ọp ẹp anh em ạ. Gõ vào thì nó nghe tiếng bụp bụp, nó không được chắc chắn lắm. Nhưng mà trên này không nhá, đây bóp vào thì rất là cứng luôn đây. Và cái phần mặt lưng này nó sẽ được làm bo cong lên tới cái phần viền luôn. Đây, nó sẽ là một thể thống nhất, cho nên cái cảm giác của mình khi mà nhìn vào thì nó rất là gọn gàng, cộng với cái phần bo cong nhẹ nữa nên là cái việc cầm nắm của mình trên chiếc thoại này thì nó cực kỳ là thoải mái luôn. Nó không hề bị cứng tay như là những chiếc thoại có thiết kế cạnh vuông, nên là em này anh em có dùng trần thì cũng rất là ok nha, cầm nó liền mạch như là kiểu đeo ốp luôn anh em ạ. Chiếc máy này sẽ có những cái phím bấm ở cái phần hông ở đây, phím nguồn và tăng giảm âm lượng ở bên phải. Cái phần nút nguồn ở đây thì nó sẽ được làm hơi thấp một tí, sẽ được kết hợp luôn cả vân tay luôn ở đây. Nói chung thì nó cũng khá là nhạy. Đây, chạm cái là vào luôn. Ở bên kia thì sẽ là khay cắm sim. Và khay cắm sim này thì anh em sẽ thoải mái luôn với hai sim vật lý và có luôn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài cho anh em cần. Và một số những cái cổng kết nối khác như là sạc DC hay là jack 3.5 thì sẽ có ở phần cạnh dưới đây. Loa trên em này thì loa đơn thôi, không phải là loa kép, nên là sử dụng cơ bản thì vẫn ok. Chứ còn dùng nghe nhạc hay là chơi game thì nó sẽ không quá là to đâu. Quay sang cái phần màn hình phía trước, chiếc thoại Samsung M14 5G này anh em sẽ có một kích thước màn hình là 6.6 inch, tấm nền là IPS LCD, độ phân giải là Full HD cộng, tần số quét là 90Hz luôn. Nước chạm qua tầm này thì nó vẫn rất là mượt mà thôi. Đây, hút qua các app thì cũng khá là ok này. Còn độ sáng em này thì giá rẻ thôi, nên là sử dụng ngoài trời thì nó bình thường, nó sẽ không quá sáng đâu, đủ để anh em có thể thấy. Còn với cường độ ánh sáng quá sáng thì rất khó để nhìn thấy anh em nha. Nói chung là với kích thước 6.6 inch này thì nó không phải là quá lớn, nó cũng vừa phải thôi. Ở thời điểm tại thì đa số màn hình nó lớn tầm khoảng là 6.7, 6.8 inch cả rồi, nên là về kích thước này nó ở cơ bản. Chất lượng em thấy thì với cái tấm nền là IPS LCD thì chắc mọi người nghe hơi lạ nếu mà so với IPS LCD, nhưng mà theo như mình thấy thì nó tương tương nhau thôi em ạ, nó sẽ không khác quá là nhiều đâu. Vẫn sẽ thấy một cái phần ám đen ở phần viền này mà hình như thế này, nhất là cái phần camera đây. Màu sắc hiển thị thì nó vẫn khá là tươi, cơ bản là ổn anh em ạ. Còn với cái mật độ điểm ảnh trên này thì khá là ok nha, 400 ppi là cao rồi để em có thể dùng. Quan sát tầm này thì khó mà có thể thấy được điểm rỗ trên cái màn hình như thế này. Và có một điểm khá là nổi bật trên em này, đó là tấm kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5 luôn nha. Còn tới phần viền này anh em sẽ thấy luôn, nó rất là dày, cực dày luôn anh em ạ. Ngay cả cái phần viền trên như thế này thì nó cũng quá dày rồi, chứ đừng nói tới cái phần viền bên dưới. Và phần camera trước ở đây anh em sẽ có một thiết kế giọt nước, nói chung là cũng không gì bất ngờ cả anh em ạ, nên là anh em có chú ý tới cái phần viền này thì nó cũng khá là khó chịu đấy. Tới hiệu năng thì em này sẽ được trang bị một con chip đến từ nhà Exynos, đó là Exynos 1330. Một con chip theo mình thấy thì với số điểm Antutu mình chấm ra thì nó khá là cao cho tầm giá này, hơn 400 mấy ngàn điểm luôn nha. Tuy nhiên thì với cái trải nghiệm những tác vụ nặng của mình trên chiếc thoại này thì như là chơi game thì nó ở mức gọi là trung bình thấp thôi anh em ạ, chứ thực sự thì nó không quá là ok đâu. Những cái tựa game như là Liên Quân hay là Tốc Chiến các thứ thì nó vẫn lên được là 60fps và đồ họa ở mức là HD thôi, chứ không được là cao nhất đâu. Còn về cái quá trình chơi game của mình thì mình cảm thấy nó không được ổn định đâu anh em, rất là hay gọi là thường xuyên bị drop FPS ở mức là 52, 53fps, kể cả không phải là giao tranh lớn nó vẫn bị. Nhưng mà không sao, nó vẫn không quá là ảnh hưởng đến quá trình chơi game của mình. Trong tầm giá này thì gọi là vẫn ổn với những tựa game trung bình trở xuống. Còn với tựa game
game như là PUBG, một tựa game nó cũng gọi là khá nặng, thì anh em có thể chơi được ở mức cấu hình là cao nhất là HD và tốc độ đầm mới là cao. Và để đảm bảo được một mức FPS nó ổn định nhất có thể trên chiếc loại với mức giá rẻ thế này, thì mình khuyên anh em nên chơi ở mức gọi là mượt và cao là được rồi. Dù sao thì FPS nó cũng vậy anh em ạ, với 30 FPS thì không phải là một mức ổn để có thể chơi ngon cái tựa game này. Còn cái phần nhiệt độ thì anh em yên tâm, nó không quá là nóng đâu. Cả hai tựa game này thì nó đều ở mức gọi là ấm ấm thôi, chứ thật sự là không quá cao. Em này thì đi kèm theo là bản 464GB, nói chung là khá kém ở thời điểm tại rồi. Để mà nói sử dụng những tác vụ cơ bản như là nghe gọi, xem phim các thứ thì mình thấy nó vẫn ổn, cực kỳ là thích hợp dành cho những ai lớn tuổi dùng cơ bản, hay là mua về cho trẻ nghịch thì ok. Hoặc là anh em có thể dùng thêm cái thẻ nhớ ngoài cũng hợp lý. Còn với 4GB RAM thì đây không phải là một con số quá nhỏ, nên là để có thể sử dụng những app cơ bản thôi. Còn nếu mà anh em có lướt nhanh các thứ qua những cái app thì nó sẽ có hiện tượng bị khựng và đơ một tí. Nói chung là tất nhiên là phải có rồi trên những con máy điện thoại giá rẻ thế này. Và với phiên bản 5G thì nên nó sẽ có 5G cho anh em luôn, sử dụng lướt web và tốc độ cao hơn. Và phần mềm em này đang ở là One UI 5.1. Phiên bản này là phiên bản core anh em nhé, một phiên bản rút gọn hơn một tí nên mà so với bình thường. Nó sẽ không có Samsung Pay hay là một số những thứ khác, nhưng mà mình thấy nó cũng không quá là cần thiết đâu. Và trong tương lai thì dự kiến chiếc thoại Samsung M14 5G này nó vẫn lên được là One UI 6.0, nên là anh em không cần phải quá lo đâu. Và Android đang có đây là Android 13. Về phần pin thì đây là một điểm có thể nói là điểm mạnh trên chiếc thoại này, với một dung lượng pin rất là trâu, 6.000 mAh. Để mà anh em sử dụng con máy này một viên pin lớn như thế này thì phải nói là cực kỳ thoải mái luôn. Tại vì ở thời điểm tại những con pin như là 5.000 như một số con máy khác thì nó đã quá là thoải mái rồi, chứ đừng nói chi là con này lên tới là 6.000 này mà. Và mình có dùng em này nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook các thứ thì phải là 2 ngày mới phải sạc. Còn với những ai dùng nghe gọi thôi thì vài ngày là điều quá là bình thường luôn. Và sạc em này thì có thể nói là sự đánh đổi, khi mà sạc của nó là chỉ là 15W mà thôi, nói chung là còn không được 18W luôn nha. Nên là anh em sạc tốt nhất là để qua đêm thôi, chứ còn mà chờ đầy viên pin như thế này thì phải nói là có một cái tính kiên nhẫn khá là lớn này. Ok, cuối cùng là camera. Nói qua một tí về cái phần này, chiếc điện thoại này sẽ có một cụm camera sâu với thông số lần lượt là 50MP cảm biến chính, khẩu đầu f 1.8, và hai cảm biến phụ là 20MP khẩu đầu f 2.4, một cái macro và một cái đo chiều sâu, thế thôi, đơn giản. Còn với chất lượng các bạn cho ra thì mình cứ chụp thử qua đây. Ở điều kiện đầy đủ ánh sáng các thứ thì màu sắc nó ở mức gọi là khá tốt tươi, tuy nhiên thì nó sẽ không được đều anh em ạ. Những cái màu sắc sáng thì nó mới nổi, còn những ở cái phần bóng cây hoặc là thiếu ánh sáng thì nó gần như là tối luôn anh em ạ. Cái này thì nó có cảm giác giống như một số con máy điện thoại Redmi giá rẻ. Nói chung chi tiết thì cũng ok, dung lại các thứ thì nó vẫn ổn, không bị mất nét đi nhiều, màu sắc nó vẫn có. Nói chung là tầm tiền này thì nhóm ảnh như thế này là gọi là ổn rồi anh em ạ. Quay video thì lên được là Full HD và 30fps tạm thôi, quay chụp cơ bản thì ok, nói chung là cũng khá chứ không quá mượt, vẫn có hiện tượng bị giật và rung khung hình rất là nhiều. Còn với chụp cận các bông hoa như thế này thì màu sắc rất là thật nha. Đấy, nhìn kiểu nó trong chứ không quá tươi như một số máy giá rẻ khác. Focus làm nổi chủ thể như thế này, ok nè, chi tiết cũng ổn. Đấy, anh em có thể xem. Trong tầm giá này mà để có những bức ảnh như thế này là quá ok rồi, bắt nét tốt, tông màu các thứ làm rất là nịnh mắt nha. Còn với camera trước thì anh em sẽ có một thông số là 13MP, mình cũng đã chụp thử qua đây. Nói chung là phần camera selfie này thì bình thường thôi, nó sẽ không có làm trắng hay là mịn gì nhiều cả. Được cái là chi tiết nó khá ok, nói chung là cũng không bị quá là gai. Màu sắc thì cũng thật chứ không quá là u ám. Chụp chân dung xóa phông thì cái con này nó làm nổi chủ thể rất là tốt nha, ở mức khá gọn gàng, giữa cái phần phía sau và phần chủ thể được tách bạch, không bị lem nhiều. Tuy nhiên thì có vẻ như cơ bản thôi, chứ đẹp thì nó sẽ không quá là đẹp đâu. Nói chung là phải cần thêm một vài cái filter rồi anh em ạ. Ok, thì tổng quan lại chiếc thoại Samsung Galaxy M14 5G này, nó sẽ có một cái phần thiết kế theo mình thấy là đẹp. Nói chung là rất là liền mạch, màn hình trong tầm này là đủ nét rồi, pin phải nói là rất là trâu, hiệu năng ở mức ổn, đủ dùng những cái tác vụ cơ bản, và có luôn 5G cho anh em. Và còn một số điểm được cho là nhược điểm trên chiếc thoại này là viền nó hơi dày, sạc nó sẽ không có sạc nhanh, để mà chờ viên pin như thế này là quá lâu. Hay là những tựa game thì với chip Exynos 1330 này thì nó chưa tối ưu được tốt cho lắm. Và anh em cảm thấy thế nào về chiếc điện thoại này thì cứ để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhé.